Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Hôm nay Hào sẽ dẫn các bạn đi xăm mình. Nói ghê gớm như vậy thôi, nhưng mà đây sẽ là 6 cái tips mà Hào đã đúc kết được trong một cái quá trình đi xăm mình của mình. Và Hào muốn chia sẻ với tất cả các bạn, bởi vì Hào biết là hình xăm là một cái mà bỏ lên trong người rồi thì rất là khó lấy ra được. Nên nếu mà bạn nào bắt đầu đi xăm, suy nghĩ mình sẽ muốn một cái hình xăm đầu tiên của mình, hoặc là đã xăm rồi nhưng mà lại không ưng ý, thì Hào nghĩ 6 cái tips này sẽ giúp các bạn có một cái hình xăm ưng ý và tìm được cho mình một cái người artist mà mình yêu thích. Ở bên Mỹ nè, người ta nói có một cái câu mà họ rất là tâm đắc về cái hình xăm mà họ lúc nào cũng nhớ, mỗi lần đi xăm mình á là cứ nhớ cái điều này, bởi vì nó rất là mắc cười. Người ta nói là tattoo is just like potato chips, when you have one you cannot not have another one. Có nghĩa là khi mà bạn đi xăm một cái hình rồi đó thì như là ăn cái khoai tây chiên trong cái bịch vậy đó. Bạn ăn một miếng rồi bạn thấy ngon quá là bạn phải ăn thêm nhiều miếng nữa và có khi hết cả một bịch luôn. Thì nó sẽ áp dụng qua với cái việc xăm mình, đó là bạn đi xăm một hình rồi thì tự nhiên bạn sẽ muốn thêm một hình thứ hai, hình thứ ba, và đôi khi bạn sẽ xăm hết cả người của mình. Và cái điều đó là có thật, và xin nói với các bạn rằng Hào là một minh chứng. Tại sao? Tại vì ngày xưa Hào chỉ đi xăm hình một hình thôi, vẫn nghĩ là ôm 18 tuổi mình muốn đánh dấu một cái gì đó, mình chỉ muốn làm một cái điều đó cho mình, hình xăm rất là cool, rất là fun. Nhưng mà bây giờ thời gian này các bạn biết Hào có nhiều hình không? 9 hình, và họ không bao giờ muốn dừng ở đó nữa, và chỉ muốn tiếp theo và thêm nữa thôi. Nên họ nghĩ hôm nay sẽ là một cái tập rất là vui để mà chia sẻ với các bạn cái tips mà họ có được. Ngày xưa đó thì có vẻ như là xăm mình bạn phải là đầu gấu tai to mặt bự để mà có thể xăm mình. Nhưng thời hiện đại xăm mình là một cái gì đó rất là thời trang. Nhưng mà mình phải biết được những cái điều mình cần biết khi xăm mình, vì nếu như mình bỏ lên một cái hình rồi sau đó mình hối hận thì bạn có thể xóa được, nhưng mà cái tiền xóa nó còn nhiều hơn là cái tiền xăm hình, và cái đau của cái xóa còn đau hơn là cái của xăm hình nữa. Thế nên bạn đừng có mà dừng ở ngay tại đây nhé, hãy xem hết cái video và chắc chắn họ sẽ cho bạn những cái tip rất là bổ ích. Điều đầu tiên dĩ nhiên là mình phải chọn được cái hình mình yêu thích. Các bạn có thể xăm chữ nè, các bạn có thể xăm hình con này con kia, hoặc là những cái hình thùi nó bạn thấy một cái người nào đó có một hình xăm bạn rất là thích và bạn muốn để lên trên người của mình, thì đó là cái sự chọn lựa của bạn. Nhưng mà nếu mà bạn mới là một cái người mà không có thực sự muốn xăm mình mà thấy bạn mình nó xăm nhiều quá và mình cũng thích có một cái hình nó dễ thương, nó cute, nó nhỏ thôi, thì Hào khuyên là các bạn nên chọn cái hình nhỏ, bởi vì để lên rồi và không xóa được. Và hình xăm á thường là phải có ý nghĩa, cái gì đó ý nghĩa thật là đặc biệt, thật là sâu sắc đối với mình. Ví dụ như là Hào xăm cái hình này ở đây, đó chính là cái hình con sư tử, bởi vì cung của Hào là cung Leo nên Hào xăm muốn xăm hình sư tử ở trên này. Rồi roses này, cái những cái hoa hồng ở đây là tại vì Hào thấy nếu mà mình có một cái sleeve là cái khoảng tay này là bạn mà có những cái hoa hồng như thế này rất là đẹp, và sau này Hào cũng muốn là sẽ trải lên tới đây nguyên một cánh tay luôn. Thì bạn phải biết được là cái hình đó nó có ý nghĩa như thế nào với bạn. Bạn phải thật sự yêu thích nó, chứ không phải là ô thấy cái người đó xăm đẹp quá là mình cứ bỏ lên người của mình, là không đúng. Và cái thứ hai đó là cái nơi mà đặt hình xăm của mình. Đặt hình xăm ở đâu cho nó đẹp, đặt hình xăm ở đâu cho nó phù hợp. Và có nhiều bạn đó thì thích là đặt hình xăm ở những cái nơi khuất không ai thấy được. Nhưng mà đối với Hào á, Hào khi đã xăm mình á là phải cho người ta thấy. Tại vì sao? Xăm mình rất là tốn tiền. Thứ hai là đau. Thứ ba là bao nhiêu tâm trí như là mồ hôi nước mắt ngay cái bàn xăm đó các bạn. Thì các bạn phải cho người ta biết là mình xăm cái gì. Thì đó là cái cách Hào nghĩ thôi. Nếu có nhiều bạn thì bạn sẽ không có muốn để hình xăm cho người ta thấy, thì cũng tùy bạn. Cái thứ hai chính là cái màu sắc của hình xăm. Thường á, thì Hào sẽ khuyên với tất cả các bạn, nếu mình người châu Á và da mình không có trắng á, thì hãy nên là xăm trắng đen. Bởi vì xăm màu á rất là đau. Các bạn xăm cái màu đen nó đã đau một, xăm màu bởi vì khi mà người ta xăm thì sẽ gỉ vào cái người của mình để mà lên cái màu. Mà người mình không trắng á, thì sẽ làm cái màu nó bị xỉn,
Và khi mà cái màu nó settle là nó ra cái màu chuẩn của nó rồi á, sẽ không có được đẹp. Nên những cái hình xăm mà màu á, thường thì cho những cái người da trắng nó sẽ đẹp hơn. Các bạn có thấy là da có hào ngâm nên là những cái hình xăm của Hào thường chỉ là trắng đen thôi. Có cái hình mà ngày xưa Hào thích là một cái crown bên này thì Hào xăm mấy cái hột ngọc nó màu á. Nhưng bây giờ Hào cũng thật sự là cũng ok, tại vì cái chỗ này nó da trắng. Nhưng mà nó đen thù lùi thì mấy cái cục mà màu xanh màu đỏ như vậy bây giờ chắc là cũng màu đen luôn rồi. Các bạn thấy không? Cái điều thứ ba có một cái điều rất là quan trọng, đó chính là chọn cái người artist, cái người xăm cho mình phù hợp. Hào cũng muốn nhắc là nếu các bạn nên gọi những cái người, các anh, các bạn, các chị xăm mình là artist, bởi vì họ là những cái người mà có thể create ra những cái hình cũng như là vẽ ra những cái gì mà bạn mong muốn. Một điều nữa đó là những người artist thực thụ họ sẽ không xăm y chang những cái gì mà bạn đưa cho họ, mà họ sẽ cho bạn cái ý tưởng của họ kèm với cái hình mà bạn mong muốn, thì khi đó nó sẽ ra một cái tác phẩm thật là đẹp hơn. Còn cái chuyện mà tại sao thì họ sẽ nói ở sau cái video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chọn artist. Làm sao để mình có thể chọn artist phù hợp với mình thì nó phải phù hợp với lại cái style. Đừng nghĩ là ai xăm đẹp thì xăm cái gì cũng sẽ đẹp. Đó là cái điều cũng có thể, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái style riêng. Ở bên Mỹ này, nó sẽ có rất là nhiều dạng hình xăm cũng như là rất là nhiều dạng artist sẽ xăm như thế nào. Có người xăm rất là ước lệ, xăm rất là hổ báo, xăm những cái đường nét rất là tinh tế. Có người xăm rất là hầu như là không có được đẹp mà nó chỉ là bầy nhầy. Thì có rất là nhiều dạng như vậy, thì bạn phải tìm cái người artist phù hợp theo cái hình bạn muốn. Mà cách mà mình tìm những người artist đó là qua bạn bè nè. Nếu như bạn thấy một cái hình xăm mà của bạn, bạn đẹp, thì bạn dĩ nhiên là sẽ phải hỏi là người đó xăm ở đâu, đúng không? Rồi cái thứ hai là qua Facebook, qua Instagram, hoặc là qua những cái phương tiện truyền thông, qua người này người kia. Ngày xưa đó Hào tìm cái artist mà Hào yêu thích đó là qua cái người bạn học chung lớp. Sau đó Hào follow cái người artist này trên Instagram 2 năm trời, bởi vì Hào muốn theo dõi, Hào coi cái style của cái người này nó có phù hợp với lại cái hình mà mình mong muốn hay không. Rồi sau đó là mình xem những cái tác phẩm họ làm để mà có thể so sánh cái kiểu. Rồi bạn phải nhìn vào những cái đường nét cũng như là những cái shading hoặc là những cái phác họa họ có creative hay không, cách họ chọn đường nét đi như thế nào. Đây cũng giống như là đi xem một cái bức tranh vậy đó, nếu mà các bạn có thể liên tưởng một cái điều như vậy. Cái thứ tư đó là làm sao mình có thể phân biệt được cái người nào là người good artist, những cái người nào là mới không có làm đẹp. Đó chính là bạn sẽ dựa vào những cái năm kinh nghiệm của họ. Cái thứ hai là bạn sẽ dựa vào những cái tác phẩm của họ đã làm ra. Và nhớ một điều là tattoo là một cái điều mà không được vội nhé. Bạn phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi bạn đi làm này. Bởi vậy điều mà lựa chọn artist á rất là quan trọng. Mà chắc luôn là trên cái chỗ bạn ở có rất là nhiều người artist tattoo, nên đừng mà vội hấp tấp để mà có thể làm nhanh cái tattoo của mình. Tiếp theo là bạn phải xem được cái shading. Và cái shading là cái các bạn thấy cái bông hồng của Hào không? Cái shading là cái khối của người artist sẽ làm. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó là cái đường nét. Cái đường nét là tại vì tại sao? Tại vì khi mà tattoo thì bạn phải đi tattoo cái đường nét trước khi bạn đi vào cái shading. Bây giờ cái ví dụ nhé, cái hoa hồng của Hào nhé, để cái ống kính zoom vào kỹ nhé. Các bạn thấy cái đường nét không? Nếu như mà một người artist á, mà có kinh nghiệm hoặc là người đó làm đẹp á, thì cái đường nét này nó sẽ rất là thẳng. Các bạn thấy không? Rất là thẳng. Mà nếu như mà cái người artist mà mới á, cái đường nét nó sẽ bị bể, cái đường mực nó sẽ bị bể và bị đứt khúc. Cho nên khi mà bạn xem một cái tấm hình của một cái artist nào á, thì bạn phải để ý đến cái nét, cái đường nét trước. Thì đó là cái cách mà biết là cái người artist có là có mát tay, có giỏi hay không, có dứt khoát hay không. Hoặc là trên cái in time này của Hào, thì các bạn thấy cái đồng hồ và những cái chữ không? Những cái đường này rất là thẳng, nó sẽ không có bị bể mực. Hoặc là nó bể mực thì bị bể là tại vì sau này đó cái mực nó giãn nở ra thì có chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà cái hình đã liền lặn rồi đó, thì cái đường nét á nó rất là dứt khoát, bạn nhìn như là một cái đường thẳng. Thì người artist đó là cái người tattoo rất là tốt.
Còn nếu như mà cái đường nó cứ zig zag chút xíu, cái mực nó bể chỗ này, nó lõm chỗ kia đó, thì là cái người đó là mới ra trường thôi, mới ra nghề thôi, thì bạn không nên đi đến cái người đó, mà chắc chắn là bạn phải tìm đến một người khác. Còn về shading đó, thì bạn sẽ nhìn vào cái hình mà có nhiều shading nhất mà cái người đó đã làm ra. Thì ví dụ như cái mà shading mà họ làm nhiều nhất đó chính là cái in time này, hoặc là cái con sư tử này. Nhưng mà bây giờ show các bạn in time nhé. Thì bạn có thấy là cái shading á, nó sẽ đi từ đậm đến lợt đúng không? Thì khi mà cái mảng đậm á, nó sẽ quy định được cái người này nó làm shading tốt hay không, là tại vì các bạn sẽ thấy cái màu rất là đều, nó sẽ không có bị cái chỗ trắng chỗ đen, không có bị giống như là con chó đớm mà người ta nói là như vậy. Thì khi mà bạn nhìn vào cái shading thì bạn sẽ quyết định được cái người đó là tốt hay không bởi cái tài mà họ có thể làm cái màu nó đều hay là chỗ lõm chỗ lòi. Đó là hai cái điều mà họ nhìn vào khi mà họ chọn artist cho mình. Bây giờ mình sẽ đi theo cái tip thứ 5. Cái tips này cũng là một cái tip rất là quan trọng mà các bạn nên nhớ và các bạn phải làm, bởi vì đây là cái điều mà bạn không thể mà bỏ qua, đó chính là nói chuyện, thảo luận cũng như là bàn bạc về cái hình tattoo của mình với cái người artist mà bạn chọn. Cũng không quên là lấy những cái suggestion, những cái lời khuyên hoặc là những cái lời mà artist nói với mình, bởi vì nếu mà họ là cái người mà làm hình rất là đẹp, người gạo cội này nọ, thì họ bảo đảm với các bạn là họ có những cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà đừng là để người khác là vẽ thêm cái hình nó bự lên nhé. Nếu như bạn không muốn như vậy thì bạn phải nói với cái người đó về cái điều mà bạn mong muốn, như là cái nơi mà bạn để tattoo, bạn muốn cái màu gì, nó thế này thế kia. Thì chắc chắn là đừng có để mà mình cứ sợ là ô mình sẽ làm phiền họ. No, các bạn bỏ tiền ra, các bạn chịu đau để mà là được đẹp, thì đây là cái quyền lợi mà bạn phải nói rõ ràng. Bởi vì khi mà bỏ lên rồi thì rất là khó mà lấy xuống. Còn với mà bạn nào mà đi xăm hình mà lâu như Hào rồi đó, có một cái artist mà bạn yêu thích, bạn theo dõi cái người đó cả năm trời trên cái Instagram hoặc là những cái phương tiện nào bạn có thể tìm được cái người đó đó, thì đây là một cái ví dụ mà họ không có khuyên các bạn là làm theo, nhưng mà cũng nếu như bạn yêu thích tattoo đến như vậy và bạn tin tưởng người artist như vậy đó, thì làm như Hào làm nhé. Ví dụ đấy, đây là cái hình xăm mới nhất của Hào, mới cũng được một năm rồi, là cái hoa hồng. Thì Hào chỉ tìm cái artist đó và Hào nói là các bạn, Hào follow cái người đó là khoảng 2 năm trời hơn, rồi sau đó Hào tìm cái hình Hào thích, Hào biết Hào muốn để ở đâu. Thế một ngày đó Hào đến, Hào gặp cái artist, cái cô này, thì nói chuyện này nọ, rồi nói tới nói lui, xong nói ok, bây giờ tao muốn cái hình màu hồng và hoa hồng này, tao muốn nằm ở đây, đây là cái hình mẫu mà thích, rồi mày làm gì làm đi. Các bạn có tin không, là Hào để cho cái cô này tự quyền quyết định luôn. Thế là cái ngày mà đi xăm, Hào chỉ đến ok, gì đâu, bây giờ mình đến mình xăm, tại vì Hào rất là tin tưởng cái cô này, tại vì cô ấy là có 7 năm kinh nghiệm, cũng như là Hào đã tham khảo hết tất cả cái hình xăm, những cái đường nét, những cái shading này nọ, Hào đã xem hết những cái tác phẩm trước của cô ấy rồi, nên Hào rất là hoàn toàn tin tưởng. Và các bạn biết là khi mà cái tác phẩm nó đi ra đó, rất là bất ngờ và rất là Hào cảm thấy rất là hạnh phúc luôn, bởi vì mình để cho họ tự do tư duy sáng tạo. Nhưng mà cái này là phải tùy thuộc các bạn thôi, các bạn phải tin tưởng, các bạn phải theo dõi và các bạn phải biết chắc là cái người này có thể làm cái điều đó thì bạn mới làm nhé. Nên là cái hình này là cái hình mà Hào rất là yêu thích, bởi vì làm rất là đẹp, làm ai cũng khen hết luôn. Điều cuối cùng đó chính là chuẩn bị cho mình đủ cái số tiền mà để đi xăm, bởi vì họ biết đi xăm sẽ không có rẻ. Ở bên này thì 1 giờ sẽ tính là một cái rating là khoảng 120-150 một giờ. Thì tùy cái hình xăm nó to lớn bao nhiêu mà các bạn có thể ước chừng, hoặc có thể nói chuyện với lại cái người artist của mình đó là cái hình này khoảng bao lâu thì bạn có thể trang bị cho mình đủ cái số tiền đi xăm. Cái thứ hai đó là nếu như mà cái hình xăm mà đi ra mà bạn cảm thấy yêu thích quá thì đừng quên là tips họ một chút xíu, hoặc là bạn có thể mua cho họ những cái thường thì thấy người bên này họ mua liquor là rượu đó, là whisky đem đi tặng cho họ. Đó là một cái điều mà những cái người artist rất là thích. Tại sao? Bởi vì nếu như mà đây là một người artist mà bạn thích á, thì khi lần sau bạn quay lại á, dĩ nhiên là họ cảm thấy rất là thích bạn, thì cái connection giữa hai người với nhau á, thì sẽ làm ra một cái tác phẩm nghệ thuật nó sẽ đẹp hơn. Nên họ nghĩ là nếu như mà các bạn chuẩn bị đủ số tiền đi xăm, cũng đừng quên là chuẩn bị thêm một cái phần extra nếu như mà mình thích cái người artist này và
chỉ làm cho họ vui thì mình cũng sẽ vui, và tự nhiên mình sẽ có rất là nhiều hình xăm đẹp. Tattoo có đau không á hả? Tattoo thì Hào không nghĩ là đau, nhưng mà sẽ tùy vào cái nơi mà bạn để cái tattoo của bạn. Ví dụ như cái nơi mà đau là những cái chỗ như thế này, là những cái bắp dế hoặc là cái bên ba sườn này rất là đau. Còn hồi đó là họ xăm cái này đó là không thấy đau nha các bạn. Nhưng nhiều người nói là họ gan, tại vì người ta nói là chỗ này rất là đau nhưng mà họ thấy rất là đã. Tại vì khi mà cái kim nó để lên cái xương này á hả, rung rung như là đã lắm. Nên là họ không nghĩ là đau. Couple tattoo là một cái điều mà hoàn toàn không nên nha các bạn. Bởi vì cứ nghĩ đi, đâu có ai biết trước được điều gì. Lỡ như xăm tên nó lên mình hay là xăm cái hình mặt của nó lên mình, rồi lỡ một ngày đó mà các bạn không còn yêu nhau nữa thì nó trở nên rất là trớ trêu. Nếu mà cái xăm cái hình nào mà bạn yêu thích thì ok. Có hối hận không hả? Thật sự là tất cả những hình xăm của Hảo có những cái hình mà bây giờ giống như là hai cái hình ở đây là không còn đọc được cái chữ nữa, nhưng mà hai cái hình này rất là ý nghĩa đối với Hào, nên là họ sẽ không bao giờ hối hận gì mà họ bỏ lên người. Bởi vậy trở lại cái điều đầu tiên hồi này nói với các bạn, khi mà bạn đi xăm là cái điều đầu tiên là bạn phải suy nghĩ rằng cái hình đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Bạn có chắc chắn là bạn muốn xăm cái đó hay không? Khi mà bạn đã check hết được hai cái chỗ mark này rồi đó, mặc cho ai nói gì, mặc cho cái hình nó có fading hay sao đó, thì nó là một cái điều mà rất là ý nghĩa đối với bạn. Bởi vì đó là cái body của bạn mà, bạn muốn làm gì thì bạn làm thôi. Đừng có tại sao phải quan tâm người khác nói gì về cái hình xăm của mình. Nó có xấu có đẹp thì đó cũng là của mình. Còn nếu như mà nó có xấu quá thì những cái tattoo artist mà giỏi đó, họ có thể làm những cái hình xăm mới đè lên cái hình xăm đó, thì đâu có sao đâu. Để dành tiền thêm mình xăm lại cái khác nếu như mình không thấy đẹp. Và chuyến đi xăm mình của Hào dành cho các bạn cũng đã hết rồi. Nếu như mà các bạn yêu thích cái kênh YouTube này hoặc là cái video này đó, thì đừng quên để lại nút like cho Hào nhé. Đừng quên là leave những cái comments là bạn có bao nhiêu hình xăm. Hào có 9 hình. Rồi bạn có muốn đi xăm tiếp hay không? Hình xăm tiếp theo của bạn là gì? Mỗi lần mà nói đến hình xăm là cái người nó cứ sướng rân lên đó. Tại vì nó đau mà nó đã lắm bạn ơi. Nên là nếu mà yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.